Chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Trong video chia sẻ ngày hôm nay chúng ta cùng đến với nền tảng của sàn io đó là ăn chia 250.000 cái token uh, PSCP và để tham gia cái sự kiện này thì trước tiên mọi người cần có một cái tài khoản của sàn io nhé. Đường link đăng ký mình có để dưới phần mô tả. Rồi sau khi có được tài khoản rồi thì mọi người sẽ chuyển sang cái đường link airdrop để tham gia làm các nhiệm vụ ăn chia 250.000 cái tóc cần pscp này thì ở đây chúng ta sẽ làm nhiệm vụ ở trên uh, uh, biểu mẫu lên và cái phần thưởng này nó sẽ được chia đều cho tất cả những ai hoàn thành những cái in intro này nhá đó nó sẽ chia đều ở đây mọi người có thể dịch ra thì mọi người đều có thể thấy này người dùng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ sẽ giành được một phần thưởng bằng nhau trong tổng giải thưởng là 250.000 PSCP nhé thì đây là một cái kèo cũng khá là ok nên anh em nào làm sớm thì sẽ có cơ hội nhé rồi sau khi bấm vào đường link airdrop mọi người sẽ đăng nhập vào biểu mẫu Gleam rồi đầu tiên thì mọi người sẽ gửi cho nó cái UID của sàn KuCoin thì mọi người sẽ đăng nhập vào sàn KuCoin cho mình này ở đây mọi người bấm vào góc trái màn hình sau đó thì sẽ copy cái UID này. Rồi, quay trở lại với cái biểu mẫu và mọi người sẽ dán cái UID vào đây. Và bấm chọn tiếp tục. Rồi, tiếp tục là theo dõi KuCoin trên Twitter. Rồi, sau đó thì theo dõi PSCP này. Tiếp theo là tham gia PSCP trên Telegram. Thì với cái sự kiện này, dự án này ấy, thì mình đã có một cái video làm ở trên chatbot rồi. Thì đa phần là các nhóm thì mình đã tham gia rồi nhé. Thế còn những ai mà chưa làm chatbot thì mọi người có thể là bấm vào join vào các nhóm. Ok, quay trở lại. Chọn tiếp tục. Rồi sau đó join tiếp vào kênh thứ 2 của nó. Thì đa phần những kênh này là mình đã join rồi. Khi mình làm chatbot nhé. Ok, quay trở lại này và tiếp tục bấm. Rồi, sau cùng thì nó sẽ có một cái đường link để mọi người đi chia sẻ để tăng thêm cái cơ hội chiến thắng và ăn chia cái phần thưởng này nhá. Ok mọi người, như vậy mình đã dẫn xong mọi người tham gia vào dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.